Chào mọi người nha, em có lên bốn con này. Thì bốn con này gọi là máy gì? Máy đánh bóng. Tính để lại xài chứ, tính để lại xài. Mấy con này là mới mới tranh gì. Đời mới nha mọi người, Ryobi đời mới của Nhật. Đời mới sản xuất. Còn cái miếng đây luôn. Hai con này thì tất cả cái này nó đều có giảm, có cái điều tốc này mọi người. 6 cấp. 6 cấp. Mấy cái này là mới lắm, nó không có hư gì hết á. Mấy cái này là còn nguyên si luôn. Về xài điện 100V luôn. Mấy cái này là hư gì đâu. Mới tinh à. Nói chung mới tinh. Hàng chuẩn của Nhật nha. Đây là đời mới. Đời mới sản xuất. Sản xuất biết nhà máy nó đặt ở đâu, sản xuất rồi Nhật. Thương hiệu của Nhật luôn chứ không phải ba cái loại Ryobi xuất Úc đâu nha. Ryobi xuất Úc là hàng 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 đẻo, hàng dỏm, hàng cua bắp, nó thẳng ra vậy. Con nào nó cũng có điêu khắc hết. Rồi, bốn bán cả bốn con cùng một loại nên là bán cả bốn con luôn nha, đẹp lắm. Bốn con này bốn con này là 900.000 nha mọi người. Bốn con 900 nha. Bốn con này 900.000. 900.000 bốn con này nha. Ok, chào mọi người nha.